Thank you.
Em biết rồi. Vậy chị qua đây chị giữ nha, đừng có nhúc nhích nha, em quay cái này làm tim nó hư. Ken đâu? Ken đem để bông cho bà con. Để rồi hả? Chị vô đi chụp cho. Ok. Nè chị đi nha. 1 2 3 rồi 1 8. Cả nhà vô đây chụp cái bàn tắm. Cảm ơn. Xong chưa? Vâng, Liêm kìa. Liêm, em quay dùng cái đi cho chị Hồng với chị Lan vô đây. Stephanie, bé. Dĩ nhiên vậy, đừng giúp gì được. Con phải chụp cái bàn tắm lần cuối cùng Stephanie. Đi vô đây đi. Lên. Để mấy cậu chờ. Để đi, nó không có thời được cái gì. Đưa nó ra xe đi. Ủa bên nào chụp vậy? Rồi xong hết rồi đó. Cái này chụp thôi chứ không phải quay một qua cái này của ai vậy? Không.
biết rồi đi. Đó em biết rồi, không chứ về chị qua đây chị dẫn nha, đừng có nhúc nhích nha, em quay cái này làm phim nó hơn đó. Ken đâu? Ken đem để bông cho bà con. Để rồi. Thì vô đi chụp cho. Ok. Nè chị Điển nha. 1 2 3 rồi 1 tấm. Cả nhà vô đây chụp với bà tấm. Cảm ơn. Xong chưa? Liêm kìa. Liêm em quay.
quay giùm cái thì cho chị Hồng với chị Lan cho đi. Stephanie, Stephanie, bé. Chị Niên gì đừng giúp giúp gì được. Con phải chụp cái bà một tấm lần cuối cùng Stephanie. Đi vô đây đi. Để lên. Để mấy cậu chờ. Để đi nó không có thở được cái gì. Lại lại cái gì. Đưa nó ra xe đi. Ủa bên nào chụp vậy? Bên nào? Được chưa? Ok, 1, 2, 3. Rồi xong hết rồi đó. Đứng chụp hình tấm hình không? Dạ. Vô đây đứng chụp hình. Chạy một chút, anh bấm cái. Đứng đây chụp nè. Vô chụp hình. Rồi được rồi. Vô đi. Sorry. Kenny.
Cái gì coi bên này, cầm bông coi bên này. Một người một bên. Rồi, vậy đó. Cái lùi chút xíu. Lùi chút xíu hả? Mà nay nó chụp mà, máy ai bấm cũng được mà. Ok, 1, 2, 3. Xong rồi đó. Rồi nha, lần cuối nè, xong. Đúng rồi, nó bị cột tay. Rồi bye má. Chỉ có hai người được ở trong thôi. Ok, hai người thôi. Ai muốn ở lại? Tất cả mọi người ra. Hả? Hai người đi lúc thôi. Hai người thôi còn lại đi ra. Thì để em ra luôn ha. Không có quay phim trong này được. Rồi.